trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Lại đây anh tha nguyên một dĩa vô mặt luôn nè. Tha đều nha, tha đều lên nha. Lên ghế ngồi. Đây cô đỡ lên trên ghế ngồi đàng hoàng. Lại đây mè. Nằm xuống. Anh Luật muốn em nằm ngửa. Anh đắp mặt nạ. Anh Luật tha cho em. Nằm vậy vô mũi á, ngồi tha đi. Tha gán đi Ngọc, gán đi Ngọc. Gán lên Ngọc ơi. Được rồi. Rồi. Không sao, còn đẹp lắm. Nè. Đừng nói vậy. Từ nay em tin chưa? Thiệt chưa? Thì chắc chưa? Chắc rồi. Con hứa với cô chú thì con không phá cô chú nữa. Từ nay trở đi con không có dám làm ác nữa. Đúng rồi đó. Vâng, quý vị ơi, tiếp mục Vì Bạn Xứng Đáng đã... Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chơi rất là vui, luôn có tiếng cười trong chương trình của chúng tôi. Thì xin hỏi hai bạn khách mời ngày hôm nay là Khả Như với Yellow. Không, chị Như chưa có vui. Đôi bạn cùng tiếng. Chị mới vừa nói người ta câu gì chị Như? Vì tôi xứng đáng. Em thấy ngày hôm nay mấy anh chị em có một cái buổi như thế này thì em thấy như thế nào? Thiệt ra thì lần đầu tiên em đến với Bảy Nụ Cười Xuân. Cái đầu tiên đó là cái cảm nhận của em cảm thấy chị đừng. Đừng có đứng sau lưng hai chị Linh Hình nhiều quá. Em cảm thấy mình rất là may mắn, rất là vui khi mà được nhận cái lời mời. Nè, nếu mà em nói chuyện với đàn chị mà em cười vô mặt. Ôi. Mười. Mấy quẹt. Mười quẹt. Đây. Nãy nó thấy năm quẹt cũng nhiều lắm rồi, nghe mười quẹt sao nó quá trời. Hôm nay là ngày chị Ngọc nhận nghiệp của mình sau bao nhiêu năm của hãng quà. Đáp hiên ngang. Một quẹt. Trời ơi, còn tới chín quẹt lận. Chín quẹt lận. Chỗ đâu mà quẹt cho đủ. Nhắm mắt lại nha. Trời ơi. Chị à, rốt cuộc thì hai chúng ta cũng thua ông chú này thôi. Ô, người cũ và người mới. Tôi làm cho lẹ nè. 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đây là nghiệp báo. Ô bữa này, cảm ơn gần cái chị. Bảy. Tám. Ok. Chín. Thôi ơi, còn chỗ nào không? 10. Đắp mặt nạ luôn. 3. Rốt cuộc thì mặt người cũ ok hơn mặt người mới nha. Rốt cuộc thì tôi vẫn thua nữa. 4. Đây là phần cuối chương trình của chúng tôi rất tự hào, anh em tôi kết hợp tới đâu là tan nát tới đó. Yeah. Trải nghiệm quá mới lạ. Đêm ơi, cảm ơn Giang đã qua đội bên kia. Bây giờ chúng ta sẽ bị người ta hòa sĩ lên khuôn mặt của mình. Quan trọng là mỗi người hòa bao nhiêu nét thôi. Lỡ một nét đi từ đầu tới chân sao anh? Không, có mặt thôi, các bạn. Vinh nhớ nãy anh Giang lại chỉ anh bị đổ nước sao không? Em mời anh xử anh Giang. Em chỉ một nét cho anh Giang thôi mà nhét vô răng. Ok. Lại đây Hiếu. Dạ. Sao cái này thằng che? Đừng vô mắt thôi à. Đừng có để vô mắt cho nên em nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi. Dạ. Một. Chạy lắm cưng. Đó. Đó là một nét hả anh? Một nét. Trời ơi, hết mặt. Hai. Hey.
3, nhắm mắt lại nha cưng. 4, bạn bầu hết luôn đi. 5. Rồi, đủ rồi, đủ rồi. Được rồi, 5 cái thôi, được rồi. Được rồi. Khoan, xin phép cô Kiến Huy là dành cho em. Rồi, vô. Mở 2. Hả? Ẩn nha, ẩn nha. À, Lê Dương Bảo Lâm. À, mình quay vô trong đi. À, là kính đúng không? Mình đúng nhẹ rồi, nhẹ, mình kính gói thôi chứ để người ta thấy nó kỳ lắm. Vẽ tranh sân dầu hay gì vậy? Điều diễn viên hay họa sĩ? Ok. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Ủa là nãy một mấy người chơi. Đủ rồi đó, đủ rồi đó, đủ rồi đó. Ngân có muốn vẽ gì thêm không? Em thấy ok. Ngân là thấy vậy là được rồi. Không... Ok chưa? Ok, tuyệt vời. Em muốn khán giả đếm, em muốn quay lại. Khán giả đếm giùm em đi ạ. Rồi, tới tôi. Rồi, tới tôi. Đâu, anh nói mắc cười nè. Sao em bị phạt từ đầu đến cuối vậy? Răng đen. Răng đen. Nhuộm răng, tục nhuộm răng. Tính ra là mẹ bị ngộ độc đoạn này nè. Mày có chết không? Không, cái này than tre mà. Nhấp nháp à? Ăn được, cái này ăn được, cái này ăn được. Nhiều nóc cho răng à. Chỉ mắc ói thôi. Nhiều cái ói hơn còn nuốt được. Quay lại chưa chồng, quay lại chồng. Một. Nhảy cả tưng rồi, mà tưng. Hai, ba. Chào chưa? Chào chưa? Bây giờ vậy. Bây giờ vậy. Nó cười lắm, ghê quá. Nó cười lắm mẹ ơi. Bây giờ vậy. Đội thua. Xuống bưng cái thảm đỏ lên đây cho tôi. À, bưng thảm đỏ. Ủa, là một kiếp cu ly luôn hả? Thua mà, muốn làm gì cũng được. Thua. Để trải từ cái đèn trải lên đây. Ok chưa? Người thắng cuộc cá nhân là Lê Huỳnh Thúy Ngân. Hay quá. Và đây là phần thưởng của Lê Huỳnh Thúy Ngân. Thiệt là đã luôn. Trời ơi, như vậy có đẹp hả? Đây là một chiếc nhẫn bằng vàng thật sự, nhưng bây giờ thiếu người tặng. Rồi, tự đeo đi cưng. Tự đeo thì nó có đẹp không? Không đẹp chứ. May mắn lắm. Có ba giày để đẹp thôi. Một, hai, ba. Đeo vô cái may mắn tới liền nè. Phép thuật nè. Một, đeo vô, đeo vô. Một, hai, ba. Chúc mừng. Mình là chơi nhân nhượng với nhau thôi. Ừ, nhân nhượng thôi. Ba. Thắng rồi. Quyết định. Rồi, con chơi trước. Bua chọn cái này. Đúng. Cái này lên mặt. Mấy quẹt? À, 5 quẹt. 5 quẹt. Wow. Là hai người cùng quẹt. 5 quẹt. Nhẹ thôi. Vô rồi. Vô rồi. Ghê vậy. Một điểm. Một điểm. Thôi thì sao? Đấy. 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 Ai ơi, con gà vô dụng. Gà vô. Ủa? Gà.
xích tới mù. Ôi vô 2 điểm. Ném vô 2 rồi. Là chiến đâu. Một điểm. Quê, quê, quê. Cháu quyết định nè, cháu quyết định nè. Chắc hẳn rồi. Bây giờ lượt cuối đúng không? Đừng có tham, ra ngoài liền. Mấy? 3 điểm. 3 điểm. 4 điểm. 3 điểm. Wow. Dễ ghê. 5 nè, 10 nè, 10 nè. Đổi điểm vô, đổi điểm. Ghê lời. Ghê lời. Hay ghê lời. Trời ơi. Nè. 5 nè, 10 nè. Không thấy cái gương hả? Cái gương trước mắt nè. Cái gương trước mắt nè. Ủa không phải, sao nó đứng từng chỗ hay vậy ta? Đấy vậy mà. Là ăn rồi. 3 điểm. Vậy là 3 điểm là ngoài rồi. Nhưng mà... Rồi, nắp quẹt. Thôi rồi. Đây đây đây, để anh cầm cho. Trời ơi anh. Ủa sao anh này anh nhiệt tình quá vậy? Đây đây đây. Cái này là mình để mình dưỡng da mặt luôn. Đúng, đúng không? Rồi đúng. Không rồi. Cái than tre này đánh răng tốt lắm. Vậy hả? Vậy giác mình dưỡng răng. Thôi răng mình ok năm rồi. Năm quẹt đúng không? Mời hòa sĩ Buka. Năm quẹt chứ vậy. Nè nè nè. Một quẹt tính là khi dứt cái bút thì tính là một quẹt nha. Trời ơi thằng chồng. Dạ mình sẽ. Chồng giúp vợ hại đời. Em thấy cái mặt Thiên Ngân á, thiệt dạ, luôn. Mắt, dạ, thiệt vậy luôn. Lớp mặt nạ đẹp lắm. Ông đến hỏi mọi người coi đẹp không? Đẹp. Đẹp. Giống như là... Thấy con mắt đi, thiếu con mắt luôn. Không tin mua làm vậy luôn. Cái này là đắp than tre mà. Thiệt luôn. Ai biểu hồi nãy bà chọn tôi mà. Hồi nãy hai người cùng đúng là chị em tương thông. Nắm quẹt. Được, đồng thanh đó. Rồi, vậy thì quẹt thứ hai. Bẹt thứ ba. Em cứ tưởng là em chọn bu là nhẹ nhàng. Không. Thôi em ơi, nếu em thắng tay cũng vậy. Hay là lột một đầu đen ha. Bốn quẹt. Quẹt thứ năm cho một lần ngay mặt nữa. Tô màu luôn. Rồi, tuyệt vời. Ok. Năm quẹt. Cặp tiếp theo. Em và anh Luật. Xin mời, anh có chấp nhận không ạ? À? Trời ơi. Chọn cái gì? Tôi chưa bao giờ từ chối. Than tre. Ê, cái mặt anh Luật mà vẽ bộ than tre mới đã tay á. Mấy quẹt. Quẹt như thế nào cho mặt anh nó full là được. Mặt anh nó full là được. Nói gì, nói giùm đi mấy quẹt. Nghe đi. Con số chính xác. Mười đi. Mười. Mười luôn ơi. Đồng ý không? Mười thì cùng mười. Em thấy anh Luật hơi rén. Quánh tù xì. Tôi nói thiệt, tôi không có sợ bột than tre, tôi sợ tôi thua thôi. Tôi không có sợ bột than tre, tôi sợ tôi thua thôi. Một, hai. Chó trời. 10 cho tôi, chát vô, 10. 10 là rớt ra ngoài nữa đó. 10. Ây dạy. Ây dạy. Không thể. Không điểm, không điểm. Ờ, điểm. Trời ơi. Cái bảng lên đây nè, cái bảng lên đây nè. Ba. Quay. Đúng rồi. Mười. Mười đi anh. Rồi. Chết rồi. Ờ, điểm. Quả cuối cùng. Hai tay này. 3 điểm. 5 điểm nha Ngọc ơi. Cố lên. Rồi. 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 Quá chết rồi. Mười. Mấy quẹt? Mười quẹt. Mười quẹt. Đây,
Nãy nó thấy năm quẹt cũng nhiều lắm rồi, nghe 10 quẹt sao nó quá trời. Hôm nay là ngày chị Ngọc nhận nghiệp của mình sau bao nhiêu năm của hãng quà. Đất hiên ngang. Một quẹt. Trời ơi, còn tới chín quẹt. Chín quẹt. Chín quẹt lận. Chín quẹt lận. Chỗ đâu mà quẹt cho đủ. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại nha. Trời ơi. Trời ơi. Chị à, rốt cuộc thì hai chúng ta cũng thua ông chú này thôi. Ô, người cũ và người mới. Tôi làm cho lẹ nè. Ba nè, bốn nè, năm. Đây là nghiệp báo. Ô bữa này, à cảm ơn gần cái chị. Bảy. Tám. Ok. Chín. Thôi ơi, còn chỗ nào không? Mười. Đắp mặt nạ luôn. Rốt cuộc thì mặt người cũ ok hơn mặt người mới nha. Rốt cuộc thì tôi vẫn thua nữa. Bây giờ là cặp tiếp theo. Ghê quá. Bây giờ vậy, anh đề nghị là chơi màu đen vô trong răng á, màu trắng trên mặt. Chơi không? Là một quẹt màu đen, một vô một... kính răng rồi một cái ập vô mặt màu trắng. Rồi, vô. Vậy là chơi vậy phải không? Chốt vậy phải không anh? Rồi, ai chơi trước? Ai trước? Vô. 1 2 3. À anh thua trước. À gọi là hắc bạch vô thường luôn đó. Là sao? Vừa sáng tre vừa màu trắng. Ba điểm rồi kìa. Hey, cố lên em trai. 3 điểm. Đúng vị trí luôn. 5 điểm. O điểm. Không điểm. Đổi điểm. Tôi lấy còn sao? Sao em đang dẫn 3 mà. Người ta vô 10 cái là người ta dẫn lại 7. Ờ, dẫn vô 5 là cũng dẫn rồi. Hay quá em ơi. Em đừng có tham người. Tham. Tham và thơm luôn đó. Cứ đổi điểm đi anh Vinh. Yes. 5 với 3 là 8. Lắm rồi. Bây giờ mình có một vị trí duy nhất. Là 10. Không, đổi điểm nữa anh. Đổi điểm khó lắm. Hai vị trí. Đổi điểm thôi anh ơi, đổi điểm. Đổi điểm đi. Bốn. Đổi điểm. Bốn. Rồi hả? Đúng rồi đó. Đổi điểm. Sao ạ? Anh sao ạ? Trời. Đúng anh rồi. Làm như thế làm tôi cũng muốn thấy anh phải tẹt tôi. Đúng rồi. Hôm nay em muốn đợi chủ nhà phải thua xác vậy. Cho mượn. Đúng vậy. Kính răng và một ụp vô mặt. Trời ơi. Ok anh. Sao mà chơi lớn quá vậy trời. Kính răng và một ụp vô mặt nữa. Ok chưa? Chơi lớn chưa? Anh mày đặt bài. Nhẹ răng ra. Vô đi. Vô nha. Em không muốn nhưng mà anh này tại anh cá. Kính răng nè. Nè thì kính răng. Xúc miệng cho anh Vinh luôn đi. Chải răng cho anh Vinh luôn đi anh. Nữ bả này xinh răng tre tốt mà. Rồi ok. Chưa kính à. Yeah. Ok. Em thấy vậy được rồi, đẹp trời rồi ơi. Rồi vô. Một. Ôi ơi, sorry. Nhẹ răng ra nha. Trời, hát bạch vô thương. Hát bạch vô thương tới rồi. Đây. Ây ghê quá. Đây chính là hát bạch vô thương. Wow. Hay ha. Ê, tính ra cái combo này ok á.
Xui. Xui. Khách đâu? Thủy Ngân tha thiết chơi tiếng lượt. À. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Wow, đúng kèo, đúng kèo. Nhưng mà phải lén nha, phải cố lên nha không? Đúng rồi. Đừng có để giúp chị Ngọc nha. Chọn cái gì, chọn cái gì? Em chọn đi, cho em chọn. Em chọn than tre. Rồi. Em chọn than tre. Bao nhiêu quẹt? Hay là nguyên dĩa? Kính răng. Kính đầu. Kính đầu. Ác quá. Kính tráng. Kính tráng. Kính tráng. Rồi. Anh cho em cơ hội là anh chỉ chọn một. Hai vỗ vào mặt em thôi. Hai vỗ vào mặt em thôi. Hai vỗ mạnh lắm á. Không, anh vỗ nhẹ. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi, bánh sushi. Một, hai. Rồi, chơi trước. Cười gì cái thằng thất bại. Cười gì cái thằng thất bại. Hồi nãy anh cũng chơi trước mà anh thắng á. 10 điểm đi, tin tôi đi. Có kinh nghiệm rồi anh ơi. Trời ơi. Anh ơi. Trời ơi. Không điểm. Không điểm. Rồi. Căng thẳng quá anh ơi. Ôi trời ơi. Điểm không, một điểm, một điểm. Không sao, không sao. Trời ơi, Ngân ơi. Trời ơi, không điểm. Không điểm, bây giờ nè. Không điểm rồi. Nào cũng thắng. Đúng rồi. Đâu? Không, phải hai tới lên, hai tới lên là thắng. Có điểm là thắng. Năm nghẹo, nghẹo. Đúng là trời cao có mắt, trời cao có mắt. Sửa soạn hết rồi, Ngân. Ngân ơi. Em chỉ cần làm thêm cái việc vậy thôi. Hãy lau khô cái trắng lực để nó giàu. Đầu tiên, mình muốn tô được toàn bộ diện tích đó thì mình phải vào những kẻ hở chứ. Ê, đồ sao cho anh luật thì mấy ngố á. Thì cũng có người trả thù cho tôi. Bốn mươi mấy tuổi đời rồi, sắp làm xui rồi, đi chơi với đứa nít rồi, giờ nó vẽ lên đầu cổ. Cái đầu quá là thờ cha thờ mẹ. Mà bây giờ để bôi nước xét vậy đó. Rồi mấy đứa em bên kia nó cười vô mặt nữa kìa. Vẽ mấy ngón trước đi. Ê, có một em thấy giờ khúc này nhìn anh giống che em. Giống che em không? Giống che em đi che luôn. Em ơi, cái máy nó lộ quá. Tóc mày nó phải đều. Kính tráng. Chưa, còn hai cái mép hai bên kìa. Sao em nói gì hai cái mép nghe ghê vậy? Ê, cái này là xuống đây là mà chán nào, hồi nào mà chán dữ vậy? Không, cái đó cái bát á, trời ơi, cảm giác Batman luôn. Tự nhiên tiếp luật có mấy ngố. Batman luôn. Xin chào. Như vậy là chúng ta đã kết thúc buổi tối ngày hôm nay rất là vui. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ thay đồ để chúng ta đến với cái phần kịch. Đây là một cái kịch mà chúng tôi xuyên suốt mùa này là có một cái vị dưỡng lão nhỏ mang tên là Hạnh Phúc. Mình cùng bay phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, xem trọn bộ duy nhất trên VN.